Xin chào các bạn. Hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn cách để thay đổi cái mật khẩu của cái ổ khóa số này nè. Vì một lý do nào đó, do nó lộ thông tin mật khẩu, hay sau các bạn muốn thay đổi lại cái mật khẩu nhưng mà quên cách cài đặt lại á. Hôm nay mình làm cái video này để giới thiệu đến các bạn cách thay đổi mật khẩu mới. Bây giờ mời các bạn theo dõi nha. Và đây là cái ổ khóa của chúng ta các bạn. Hiện tại bây giờ là nó có mật khẩu là 4 số 0 nè, một dãy theo cái vạch màu đỏ này nha các bạn. 4 số 0. Và chúng ta mở ra được nè. Chúng ta khóa lại. Ví dụ như bây giờ chúng ta làm là đi một số 1 là chúng ta sẽ không mở ra được nha. Là nó dính đó, cứng không mở được. Và chúng ta trả lại 4 số 0 một dãy là nó sẽ chúng ta sẽ mở ra được. Và bây giờ mình giới thiệu đến các bạn cách để đặt lại cái mật khẩu mới nha. Chúng ta xoay, chúng ta mở ổ khóa ra nè. Chúng ta để mật khẩu cũ bình thường. Chúng ta mở ổ mở cái cần này ra, chúng ta xoay lại một góc 90 độ. Và chúng ta bóp chặt xuống nè. Cầm hai cái đầu ngón tay trỏ và ngón tay cái bóp mạnh xuống. Và chúng ta bây giờ chúng ta đặt lại cái mật khẩu mới nha các bạn. Ví dụ như năm nay là năm 2021 nè, chúng ta đặt số 2 nè. Số 2 0 2 1 4 số nó nằm trên một cái dãy vạch màu đỏ nha các bạn. 2 0 2 1 nằm trên vạch màu đỏ nè. Và chúng ta đã có mật khẩu mới và chúng ta rút cái cần này lên lại nha. Và bây giờ chúng ta đã có mật khẩu mới là 2021. Chúng ta trả lại 4 số 0 là chúng ta sẽ không mở được nha. Khi chúng ta khóa lại thì chúng ta đánh đi một đánh xóa số đi bằng cách là đẩy đi cái vòng này đi lại đi chỗ khác. Làm người muốn mở thì không có mở được, không biết mật khẩu là sẽ không mở được. Và bây giờ là ổ khóa đã cứng rồi, chúng ta kéo nó không có ra được nha các bạn. Và bây giờ chúng ta muốn mở ra thì chúng ta trả lại mật khẩu 2021. Rồi chúng ta mở ra được rồi nè. Mở bình thường, sử dụng bình thường nha. Rồi lại một lần nữa nha các bạn. Bây giờ muốn trả lại mật khẩu 4 số 0 trở lại nha. Đây là mật khẩu chúng ta đang sử dụng 2021 nè. Bây giờ chúng ta trả lại mật khẩu 4 số 0 là chúng ta lấy cái cần này nè. Chúng ta xoay một góc 90 độ ra phía sau và chúng ta bóp hai cái ngón cái và ngón trỏ trở lại. Bóp lại mạnh nghe một cái cớp nè. Rồi chúng ta xoay nha. Xoay số 0 0 0 0 4 số 0 nằm trên một cái vạch đỏ nha các bạn. Rồi thế là chúng ta đã trả lại mật khẩu là 4 số 0 như cũ này. Chúng ta gật lên là nó sẽ kêu cái cớp nè. Rồi thế là mật khẩu của chúng ta là đã 4 số 0. Bây giờ chúng ta xóa đi 0001 là nó sẽ không có mở ra được nha các bạn. Rồi trả lại 4 số 0 là sẽ mở ra được. Và lưu ý với các bạn là khi đặt mật khẩu mới là chúng ta đặt vào những cái trường hợp nào dễ nhớ nha các bạn. Ví dụ như ngày tháng năm sinh nè, ngày tháng năm sinh của một người nào thân nào đó, để có khi nào chúng ta để dễ nhớ. Chứ nếu như quên mất mật khẩu thì sẽ hư ổ khóa luôn. Chỉ có cắt ra mới đập ra hoặc cắt ra mới lấy ra được thôi.
Và video đến đây xin kết thúc. Chúc các bạn thành công nhé. Các bạn thấy video hữu ích thì nhớ chia sẻ cho nhiều người cùng xem và nhớ bấm đăng ký kênh để ủng hộ mình với nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở các video sau.